Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Vệ sĩ của Ronaldo với Messi, toàn người khổng lồ, có cả giang hồ. Trong bóng đá hiện đại, các siêu sao giàu cash su luôn là mục tiêu tấn công của đủ loại tội phạm hoặc chỉ ít là mục tiêu tiếp cận của người hâm mộ. Ngoài thời gian tập trung cùng đội bóng, hiếm khi nào người hâm mộ bắt gặp Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ra ngoài một mình. Vệ sĩ chính là người luôn như hình với bóng bên Ronaldo và Messi, là hai siêu sao hàng đầu thế giới nên nhất cử nhất động của Ronaldo và Messi đều được soi rất kỹ. Một trong số đó là cách mà hai siêu sao này đối đãi với đội ngũ cận vệ riêng của mình. Cùng với Mr. Zero, so sánh vệ sĩ của Ronaldo và Messi có ngang tài ngang sức như hai siêu sao này không nhé? Và Kim Trang xin thay mặt cho Mr. Zero kính chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Hai ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới hiện nay, Ronaldo và Messi, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm mộ bóng đá. Tuy nhiên, nổi tiếng thường đi liền với nhiều phiền toái, họ luôn bị để ý từng nhất cử nhất động, quấy rầy và làm phiền bởi những fan hâm mộ quá khích. Họ thậm chí còn là mục tiêu của những vụ bắt cóc tống tiền, tấn công từ đủ các loại tội phạm. Chính vì thế, sau những giờ phút gắn với trái bóng trên sân cỏ, người ta thường ít khi thấy CR7 hay M10 đi ra ngoài một mình mà phải luôn có vệ sĩ theo kèm. Nhưng ít ai biết được, những người đàn ông lực lưỡng túc trực bên cạnh những siêu sao này đều không phải dạng vừa. Đa phần họ đều xuất thân từ quân ngũ, được đào tạo bài bản và số khác lại từng là dân anh chị. Ngay bây giờ, hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu lý lịch siêu khủng của dàn vệ sĩ của hai siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay nhé. Choáng với những siêu vệ sĩ của Ronaldo. Cristiano Ronaldo gần như bị ám ảnh về số lượng vệ sĩ, nhất là những lần du đấu xa nhà. Với CR7, cứ phải thật đông vệ sĩ xung quanh thì anh mới có thể yên tâm được. Là một siêu sao bóng đá nổi tiếng toàn cầu nên anh 7 cũng có những tiêu chuẩn hết sức khắt khe trong việc tuyển lựa vệ sĩ cá nhân. Dịp World Cup 2014, CR7 và đội tuyển Bồ Đào Nha có tới 50 vệ sĩ theo kèm. Mỗi khi siêu sao người Bồ và đồng đội di chuyển trên xứ Samba, ngoài 50 vệ sĩ vừa kể, còn có một trực thăng, hai xe thiết giáp và 9 mô tô cảnh sát tháp tùng. Còn ở World Cup 2018 diễn ra tại Nga, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân, Cristiano Ronaldo đã bỏ tiền ra thuê tới 2 vệ sĩ siêu hạng. Và chắc chắn rằng các fan sẽ phải mắt tròn mắt dạt khi trông thấy lý lịch siêu khủng của những anh chàng vệ sĩ cho siêu sao bóng đá nổi tiếng này. Võ sĩ đấu bò Nuno Marcos. Nuno Marcos là một võ sĩ đấu bò hàng đầu Bồ Đào Nha. Anh sở hữu sức mạnh phi thường và làm việc cho một công ty bảo vệ tư nhân ở Bồ Đào Nha. Do một điệp viên điều hành, anh từng được thử việc khi nhận nhiệm vụ bảo vệ Ronaldo trước thềm trận chung kết Champions League 2018 tại Kiev. Bằng sự chuyên nghiệp của mình, người đàn ông này đã kiếm thêm một bản hợp đồng mới từ siêu sao hàng đầu làng túc cầu hiện đại. Một số nguồn tin tiết lộ, Cristiano Ronaldo thường xem các trận đấu bò và anh bị ấn tượng bởi tài năng của Nuno. CR7 đã thốt lên rằng Nuno chính là võ sĩ đấu bò tốt nhất anh từng chứng kiến. Tiền đạo Juventus hiểu rằng sẽ chẳng có kẻ nào dám quấy rối anh nếu có một vệ sĩ như Nuno bên cạnh. Võ sĩ đấu bò cao 1m9 đã túc trực bên Ronaldo 24/24 cả kỳ World Cup 2018. Nuno sinh sống tại Chamusca, một thị trấn cách thủ đô Lisbon hơn 100 km. Anh là cựu lính nhảy dù, từng thử sức ở võ đài MMA. Thời gian rảnh rỗi, anh thường tham gia các trận đấu bò, môn thể thao đòi hỏi sức khỏe, tâm lý vững vàng và mọi sai lầm đều có thể trả giá bằng cả mạng sống. Gã khổng lồ Goncalo Salgado. Goncalo Salgado là một cựu võ sĩ MMA hạng nặng từng thi đấu ở giải X Impact World Cup năm 2007. Cả sự nghiệp cựu võ sĩ đã trải qua 9 trận, 7 thắng, 2 thua, trong đó có 6 lần khiến các đối thủ rời cuộc chơi sớm bằng những ngón đòn hủy diệt. Goncalo là tay đấm khó chịu với mọi đối thủ sừng sỏ tại MMA. Sau đó, Goncalo Salgado cũng đã thi đấu ở nhiều quốc gia như Italia, Hàn Quốc, Mỹ, Thụy Sĩ trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2014. Dĩ nhiên, kinh nghiệm chinh chiến trong thời gian làm võ sĩ đã giúp ích rất nhiều cho Salgado khi anh chuyển sang làm vệ sĩ cá nhân, và một bước ngoặt lớn hơn đã xảy đến khi Salgado có cơ hội trở thành vệ sĩ cho chàng cầu thủ siêu sao Ronaldo. Tính đến nay, Goncalo Salgado đã tháp tùng CR7 đến hàng loạt sự kiện lớn nhỏ, đặc biệt chính cựu võ sĩ MMA này cũng là người đã phụ trách an toàn cho siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi trận chung kết Champions League 2018 tại Kiev, Ukraine kết thúc.
Ngoài ra, Salgado còn theo bảo vệ cho Ronaldo trong các kỳ nghỉ lễ, những chuyến công tác xa nhà hay cả những lần anh ra ngoài mua sắm. Hàng độc Nuno Marcos kết hợp cùng máy bay chiến đấu Goncalo Salgado khiến cho ai nhìn vào cũng phải kiêng nể. Từ tên côn đồ đến vệ sĩ cho Lionel Messi. Tháng 10 năm 2012, người hâm mộ bóng đá xứ Catalan bất ngờ khi Daniel Rojo lên tiếng ông ta từng được ban lãnh đạo Barcelona thuê bảo vệ Lionel Messi trên nhật báo Italia Gazzetta dello Sport. Daniel Rojo, biệt danh là El Millonario, đúng là cái tên cộm cán bậc nhất trong giới giang hồ ở Barcelona trong hai thập niên 1980 và 1990. Ông chính là cựu thủ lĩnh của Dani Zaret, một trong những băng đảng tội phạm nổi tiếng nhất ở Tây Ban Nha, cao tới 1m9, khuôn mặt dữ dằn, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện đầy uy lực của ông ta. Thời còn tung hoành ngang dọc ở xứ Catalan với những vụ cướp nhà băng và đâm thuê chém mướn, gã giang hồ sinh năm 1962 này có trong tay hàng chục tên đàn em máu lạnh. Năm 2000, sau hàng chục năm dấn thân vào con đường mafia đầy tội lỗi và chết chóc, Dani đã có một sự thay đổi nghề nghiệp táo bạo. Ông cần một công việc sạch sẽ. Năm 2005, Dani được thuê về làm vệ sĩ cho Messi. Dani kể, cảm giác bảo vệ cho Messi giống như bảo vệ Đức Chúa vậy. Ở Barcelona, người hâm mộ coi Messi có khác nào Chúa đâu. Sau khi rửa tay gác kiếm, gã giang hồ về vườn vẫn khiến người ta phải nhớ đến bằng cách viết sách kể chuyện cướp ngân hàng, đâm chém, tù tội, ân oán, thanh toán, nghỉ hiệp giang hồ. Được một tay có nghề và có tiếng trong giới giang hồ Barcelona như Rojo bí mật bảo kê, Lionel Messi không lo an ninh cho gia đình cũng như gặp phiền toái mỗi khi có nhu cầu ra ngoài giải trí. Tới đầu năm 2010, theo em Periodic Dandora, Messi yêu cầu ban lãnh đạo Barcelona phải giải tán Rojo vì El Millonario đã có tuổi, đôi khi can thiệp quá sâu vào nhu cầu giải trí của siêu sao này. Nhưng trước khi sa thải, tên giang hồ từng 500 lần phá két nhà băng lấy đi tổng số tiền lên tới 40 triệu bảng Anh ở Barcelona. Messi, hay nói đúng hơn là cha anh, ông Jorge Horacio Messi, đã tìm được cho con trai một tay hoàn hảo khác để đảm bảo an ninh theo đúng yêu cầu, đó chính là Héctor Esperanza. Héctor Esperanza là chuyên gia thể hình kiêm diễn viên kịch nghiệp dư. Những nghề này giúp Esperanza có mối quảng giao rộng rãi với giới thể thao và văn nghệ sĩ ở xứ Tango. Nhưng trong thế giới ngầm ở Argentina, thậm chí là cả một số nước Nam Mỹ, Héctor Esperanza lại là một cái tên đáng nể và được kính trọng gọi là Ngài Tito. Người Argentina phát hiện ra Tito bảo kê cho Messi vào tháng 7 năm 2010, khi Tito kè kè bên cạnh Messi trong một trận đấu giao hữu giữa Messi và những người bạn và đội các ngôi sao thế giới ở Panama. Cách Ronaldo và Messi đối đãi với vệ sĩ. Rất nhiều người hâm mộ thắc mắc, với mức thu nhập kích xù, những siêu sao bóng đá trả lương cho vệ sĩ của mình ra sao? Theo một người bạn thân của Ronaldo tiết lộ, hiện tại Ronaldo có cả thảy 5 vệ sĩ ruột túc trực 24/7. Trong số đó, 2 người tới từ Pháp, 2 người tới từ Bồ Đào Nha, 1 người Đức, cả 5 đều từng kinh qua quân ngũ và làm việc hết sức tận tụy. Cũng theo người bạn trên, Ronaldo trả cho các vệ sĩ mức lương cứng khoảng 100.000 euro mỗi tháng, tức khoảng 1,2 triệu euro mỗi năm. Tính ra, mỗi năm Ronaldo mất khoảng 6 triệu euro trả lương cho vệ sĩ. Con số này nghe có vẻ lớn nhưng chẳng thấm tháp gì so với mức thu nhập của CR7 lên tới hàng trăm triệu euro mỗi năm. Thế nhưng, đó chỉ là phần cứng. Còn về phần mềm mà nhóm vệ sĩ của Ronaldo nhận cũng rất đáng kể. Năm 2014, sau khi cùng Real Madrid vô địch Champions League, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha đã lấy một số lượng lớn đồng hồ từ hãng BV Lafri để tặng toàn bộ ban huấn luyện, đồng đội và cả các vệ sĩ. Giá trị của mỗi chiếc đồng hồ này cũng ngót nghét 10.000 euro. Trước đó vào năm 2013, sau khi giành danh hiệu quả bóng vàng FIFA, Ronaldo thậm chí còn chơi ngông hơn khi mua hơn chục chiếc ô tô của hãng Mercedes để tặng các nhân viên y tế tại Bernabeu và nhóm vệ sĩ. Ngoài ra, mỗi dịp nghỉ lễ, CR7 chuẩn bị những món quà giá trị cho đội ngũ cộng sự. Ronaldo đã vậy, Lionel Messi cũng chẳng chịu kém cạnh. Ở đợt tập trung cùng đội tuyển Argentina hồi tháng 10 năm 2016, Messi đã bỏ tiền túi trả lương cho nhân viên an ninh của đội tuyển. Khác với CR7, M10 chỉ có 2 vệ sĩ riêng và đều là người Tây Ban Nha. Theo một nguồn tin, Messi trả cho vệ sĩ mỗi tuần 50.000 euro, tức vào khoảng 200.000 euro mỗi tháng, 2,4 triệu euro mỗi năm, mức lương tương đương thu nhập của một ngôi sao hạng khá ở châu Âu. Ngoài ra, hai vệ sĩ này có thể toàn tâm toàn ý chu toàn cho công việc. Siêu tiền đạo người Argentina đã sắm tặng mỗi người một căn hộ hạng sang gần tư dinh của mình ở Barca. Ngay đầu, mỗi căn hộ cũng có giá ngót nghét vài trăm nghìn euro. Và cũng giống như Ronaldo, những dịp lễ, Messi luôn dành những món quà giá trị cho hai vệ sĩ. Điển hình như trong một dịp lễ tạ ơn, M10 đã chi tiền mua tặng vệ sĩ hai chiếc iPhone đời mới nhất. Chưa kể tới việc,
Messi còn thông qua các mối quan hệ xin việc cho vợ của anh chàng vệ sĩ vào một công ty tài chính có tiếng ở Barcelona. Ronaldo và Messi nổi tiếng là vừa giàu lại vừa thoáng. Chưa bao giờ hai siêu sao này bị phàn nàn về cách đối đãi với một đội ngũ cộng sự cũng như trong cách đối nhân xử thế. Mr. Zero vừa bật mí cho các bạn thông tin về dàn vệ sĩ siêu chất lượng của Ronaldo và Messi. Nhìn thấy họ, nếu ai đang có ý định xấu với hai siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới này, chắc cũng phải suy nghĩ lại thôi. Các bạn nhớ để lại một like và một share nếu thấy video này thú vị. Cũng đừng quên bấm subscribe để ủng hộ cho kênh Mr. Zero các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.